Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ vừa thành lập khu dân cư an toàn phòng chống COVID-19 tại liên tổ dân phố 78, 79 và 80. Khu vực này có khoảng 350 hộ dân. Các thành viên trong tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng sẽ thường xuyên tuyên truyền qua loa di động, cập nhật sức khỏe người dân, theo dõi người từ nơi khác đến khu dân cư. Ban công tác mặt trận số 26 cũng tổ chức thành lập chốt giám sát tại khu vực đường Nguyễn Đăng Đạo, Phạm Phú Tiết. Phân công các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng chia làm 2 ca trực từ 7 đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 18 giờ rưỡi hàng ngày. Lập chốt này để đảm bảo an toàn trong khu dân cư của 26 của chúng tôi. Mục đích là để phòng ngừa, ngăn chặn những người ở nơi khác đến, đồng thời nhắc nhở bà con trong khu dân cư ra vào đảm bảo có giấy tờ và chấp hành tốt những cái quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên trong tổ cũng sẽ báo cáo tình hình hàng ngày thông qua nhóm Zalo để kịp thời có phương án giải quyết các vấn đề nảy sinh. Đây là việc làm cần thiết nhằm giám sát chặt chẽ tình hình trong khu dân cư, kịp thời phát hiện và hạn chế tối đa việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.